Chủ tịch Nam Võng đạt 60 triệu view trên Top Top, đã 3 năm không ra video mới, dân cư mạng liền tung ra lý do khó đỡ. Không cần phát ngôn gây sốc hay nhảy múa bá đạo, người đàn ông này chỉ cần Nam Võng cũng thu về hơn 60 triệu lượt view, từng gây sốt cả cõi mạng. Khán giả bị giữ chân ở video, chỉ chờ xem phản ứng của ông chủ, nhưng đến cuối chỉ thấy khuôn mặt bất biến, bốn mắt nhìn nhau. Cũng chính nét riêng này mà video ông chủ đã thu hút gần 60 triệu view, con số mà bất kỳ top top girl nào cũng mơ ước, nhưng cả năm cũng chưa với được. Dù lên xu hướng bằng hình ảnh thú vị, nhưng vị chủ tịch Nam Võng đã 3 năm rồi chưa tung video mới, khiến dân tình đồn đoán kiểu: chú Nam Võng mà cái võng nó đứt rồi, chú đang suy nghĩ nên làm clip gì mà suy nghĩ tận 3 năm, bị mất nick rồi. Rất nhiều hàng xóm online của ông chú thì vào xác nhận: chú này gần nhà mình bị mất điện thoại, mất nick rồi nha. Chú hay qua nhà mình uống nước nè, mà đợt Covid chú không qua khỏi rồi, chỗ mình ai cũng quý chú ấy. Cao nhân thường ẩn mình rất lâu, hiện chủ tịch Nam Võng vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Vậy theo bạn, nguyên nhân mất tích của ông chú này là gì? Hãy để lại chia sẻ bên dưới cho chúng mình biết với nha. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 phút. Xin chào và hẹn gặp lại!